Đây là bài viết Võ thuật chuyên sâu, những vấn đề và sai lầm thường thấy về võ thuật, bao gồm truyền thống và hiện đại. Bài viết được đăng trên website sparroom.com bởi tác giả Fighting Style. Và sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Võ thuật là hệ thống chiến đấu được thực hành vì một số lý do như tự vệ, ứng dụng quân sự và thực thi luật pháp, cạnh tranh, phát triển thể chất, tinh thần, giải trí, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Nói đơn giản hơn thì nó là các kỹ năng chiến đấu hoặc là tự vệ nhưng được phát triển với nhiều phong cách khác nhau, trải dài khắp chiều dài lịch sử, gắn liền tới tính chất mâu thuẫn và bạo lực của nhân loại. Với sự phát triển của thể thao, truyền thông, phim ảnh và sự hội nhập toàn cầu hóa mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của võ thuật, mà đặc biệt sau thế kỷ 19-20. Chúng ta được biết tới nhiều hình thức võ thuật hơn trong và ngoài khu vực, nhưng trong đó, những lời đồn, sự huyền bí, hình thức bạo lực trong khuôn khổ và những phóng tác từ những tác phẩm phim ảnh khiến cái nhìn và tiềm thức có phần sai lệch về võ thuật. Sự huyền bí của lời đồn và các tác phẩm đại chúng tác động lên tiềm thức là một trong những điều phổ biến nhất. Nó có thể biến những điều phi thực tế qua cách nhìn thành hiện thực. Những điều phi thực tế ảnh hưởng không nhỏ tới võ thuật. Ví dụ như video trình diễn Nam Huỳnh Đạo của Huỳnh Tuấn Kiệt. Không ít người tin vào kỹ nghệ của ông nên võ đường này mới đông học sinh đến như vậy. Hay những lời truyền miệng về huyền thoại võ sư này ghê lắm, võ sư kia có thể bản trường. Chuyện thường thấy nhất khi xem một bộ phim võ thuật, sự ảo tưởng về khả năng 1 về 10, khả năng đánh bại cả một kẻ cao to hơn của võ thuật bị biến tướng. Đó đâu phải cách võ thuật hoạt động. Điển hình nhất khi không ai giải thích được nó tồn tại, nhưng lại đặt niềm tin tuyệt đối vào nó, đó chính là chi hay là khí. Khi mà y học đã có thể mổ xẻ và nghiên cứu, gần như toàn bộ cơ thể con người được sáng tỏ, thì tại sao lại có thể tin vào một thứ năng lượng vô hình không có thật ở con người? Có thể, nó chỉ là ẩn dụ cho hiệu quả khi con người học cách điều hòa cơ thể ở những môn võ hay thể dục như thái cực, yoga, thiền, vân vân, bao gồm hít thở và điều tiết cơ, tâm trí thanh tịnh. Bởi chính những dấu hiệu của chi chỉ hình ảnh khi con người thời kỳ đó không có bất cứ cơ sở khoa học nào để giải thích, như là nếu bạn đang căng thẳng, hãy hít thở sâu để trấn an bản thân. Nếu bạn muốn giỏi một thứ gì đó, hãy luyện tập nó nhiều lần. Sức mạnh thể chất thực sự bắt đầu từ đôi chân. Tập trung vào một phần của cơ thể bạn đủ lâu và nó sẽ bắt đầu ngứa gian. Bởi khi bạn căng cơ, máu sẽ dồn vào đó. Ở Mỹ, việc fake martial arts đã không còn xa lạ khi mà cơn sốt karate thời kỳ quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản đem karate về Mỹ. Kung Fu Trung Hoa khi Lý Tiểu Long, Bruce Lee trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Enter the Dragon 1973. Việc võ sư có đòn chết người, có năng lực bí ẩn, vân vân, dần trở nên nhiều hơn. Những võ sư, võ đường rởm có thể kể ra như là Yellow Bamboo, Mark Dojo, vân vân. Sẽ rất nực cười khi có người tin tưởng vào những ông võ sư bụng phệ này giao giảng về chi tiết hay video kỹ thuật phẩy tay, vẩy rau, hạ gục trăm kẻ thù. Sự giao thoa giữa các quốc gia và những lầm tưởng ảnh hưởng nên võ thuật cũng không hề nhỏ, tích cực hay tiêu cực đều có. Trước thế kỷ thứ 18-19, võ thuật trước thời kỳ này chỉ thường truyền thụ, tập luyện và mang sắc thái riêng trong khu vực của họ. Cho đến khi hội nhập nhiều hơn, võ thuật đã có bước chuyển mình, võ thuật chính thống giảm đi tính bạo lực và võ thuật lai xuất hiện nhiều hơn. Sự giảm dần về tính bạo lực gây hại như là boxing hay karate áp dụng luật lệ, đeo đồ bảo hộ. Giao thoa giữa Đông và Tây sinh ra những môn võ lai như môn võ lai đầu tiên, Bartitsu, bao gồm Pugilism, Savate, Jujutsu và võ gậy. Hay điển hình nhất là MMA, khi nó cấu thành chủ yếu từ boxing, Muay Thái và các loại wrestling và BJJ. Thêm một lần lầm tưởng, khi giao thoa võ thuật, đó là việc nhắc đến võ thuật. Người ta thường có suy nghĩ võ thuật bắt nguồn từ châu Á, nhất là ám chỉ Trung Quốc, mà không hề biết đến những môn võ đến từ châu Âu. Điều này có thể là vì nền võ thuật Trung Hoa khá là đổ sộ và gây ảnh hưởng tới các quốc gia trong cùng khu vực, điển hình như karate, theo nhiều tài liệu có xuất phát từ Kung Fu Hạc Trắng, Hạc Quyền, thông qua đường biển tới vùng Okinawan. Là một quốc gia có vị trí địa lý và nền văn hóa cận Trung Quốc, những môn võ Việt Nam nói không ngoa thì chúng chịu ảnh hưởng sâu đậm và mạnh mẽ nhiều nhất từ Trung Quốc. Gần như không mang chút nét bản sắc võ thuật Đông Nam Á. Nhưng cái nôi võ thuật châu Á lại là Ấn Độ, môn võ mang danh môn võ thuật đầu tiên. Kalaripayattu lại là xuất nguồn của Thiếu Lâm Trung Hoa,
được Bồ Đề Lạt Ma đem truyền thụ. Võ thuật châu Âu ít được biết đến bởi châu Âu không có sự bảo tồn và lưu truyền được võ thuật, thường thì chúng sẽ bị loại bỏ nếu không hợp thời. Ví dụ những môn võ đối phó với giáp sắt thời Trung Cổ như Hema Longsword bị loại bỏ sau khi thời kỳ vũ khí nóng ra đời. Thiết giáp chiến đấu trở nên vô dụng. Hoặc là bị cải biên khác hoàn toàn đi hình thức ban đầu, pugilism cũ với cả boxing hiện đại. Do vậy, người ta thường chỉ biết tiêu biểu 3 môn võ thuật có xuất phát từ châu Âu. Đó là boxing hiện đại, Greco-Roman Wrestling, vật, và Olympic Fencing, đấu kiếm. Bởi đây là những môn võ đã biến tấu cho hợp thể thao từ sớm. Tuy nhiên, gần đây, họ, những câu lạc bộ Hema cũng đã nghiên cứu và tìm cách hồi sinh chúng. Do nhiều kỹ thuật không được đặt tên nên gọi chung là Hema, viết tắt của võ thuật lịch sử châu Âu. Một số môn võ có xuất phát từ châu Âu có thể kể đến như là Savate, Glima, Combat Hopok, Pangration, Kene de Combat, KZ hay là Sambo. Tính thực chiến của võ thuật cổ truyền không nằm ở những vấn đề người luyện tập nơi nó từng được áp dụng mà còn phức tạp hơn thế. Dĩ nhiên, có phần đúng khi nói môn võ tốt hay không thể hiện ở người tập luyện nó. Nhưng là tập luyện như thế nào, khả năng áp dụng thực tế của nó, hay nói cách khác, người tập luyện đó là sự cải thiện kỹ năng của họ trong võ thuật đi cùng năm tháng cho mục đích cọ sát chiến đấu đúng với bản chất của võ thuật. Môn võ đó cũng cần yếu tố như vậy. Nó phải được cải thiện hay được lược bỏ kỹ thuật theo thời gian mới hiệu quả. Đơn giản như là nếu cứ khư lối kỹ thuật cũ không phù hợp thì sự cải tiến của thời hiện đại sẽ đập nát nó. Jeet Kune Do hay là Triệt Quyền Đạo là môn võ lai của Lý Tiểu Long, khi nó mang nhiều âm hưởng của Savate, chút Vịnh Xuân và Karate. Là một trong những môn võ lai Đông Tây tiên phong cách mạng của giới võ thuật, nhưng sự ra đi quá sớm của Lý Tiểu Long và việc các hậu bối không ai cải thiện được nó, Jeet Kune Do không có một chút đóng góp hình thành nên MMA. Điều đó cũng xảy ra ở những môn võ truyền thống và nhất là những môn võ cổ truyền Trung Hoa. Khi Từ Hiểu Đông đánh bại hàng loạt võ sư võ cổ truyền, nhiều người cho rằng võ sư võ cổ truyền luyện chưa tới, võ sư võ cổ truyền đánh mất các kỹ thuật cũ hay nó mạnh hơn nhờ binh khí, kỹ thuật hiểm độc. Mình biết nhiều người xem và tiêu thụ quá nhiều phim võ thuật Trung Hoa cùng với tiểu thuyết kiếm hiệp mới có những suy nghĩ, hình ảnh trong tiềm thức là những thứ như vậy. Những môn võ hiện đại điển hình cũng từng là võ cổ truyền có kỹ thuật đánh cũ hiểm độc, sử dụng vũ khí như là boxing với niên đại 4.000 năm, pugilism hay là boxing kiểu cũ, từng cho phép đá háng, móc mắt, đánh vũ khí như trượng dài, gậy, kiếm và khiên nhỏ. Hay Okinawan Karate, karate truyền thống có những kỹ thuật đá háng, chọc mắt, đánh tới chết. Giờ đây tại sao chúng, những phiên bản mới được thay đổi và cải biên rất hiệu quả, là nền tảng cho nhiều kỹ thuật mới hiệu quả khác ra đời, trong đó có MMA. Lý Tiểu Long là một trong những võ sư, diễn viên có tư tưởng tiến bộ về võ thuật. Ông có đóng góp lớn trong việc thay đổi nhận thức mọi người về võ thuật. Dù đáng buồn, phần lớn bây giờ là sự tâng bốc thái quá và ảo tưởng biến ông thành một vĩ nhân phi thường đến phi lý. Ông từng chê bai sự vô dụng trong thực chiến của thái cực tới nhường nào, khi thay vì hướng tới khả năng ở bài tập điều hòa dưỡng sinh, thì nó lại cố giao giảng tính thực chiến mà nó không có. Một tay đấm quyền Anh, khi họ tập trung vào đôi tay, họ quên đi việc họ không có nhiều kỹ thuật, họ tập trung vào nắm đấm thôi. Lý Tiểu Long giải thích. Trong khi đó những gã kia, họ quá bận trong việc suy nghĩ xem sẽ dùng kỹ thuật gì. Ý tôi là trước khi hai bên đấu nhau, họ làm đủ thứ thủ thế và chuyển động đẹp mắt. Nhưng khi giao đấu, họ không biết phải làm gì cả, họ sẩy chân rồi té ngã xuống đất. Nếu anh có thể di chuyển liên tục với những vũ khí của bản thân, tấn công từ nhiều góc độ, thì anh có thể sẽ thích nghi được với mọi đối thủ trong mắt. Đối thủ càng vụng về thì càng bị giới hạn, càng bị dễ đâm trúng. Về căn bản là như vậy. Trích đối thoại giữa Lý Tiểu Long và đồng nghiệp. Chỉ 4 cú đấm cơ bản với các combination hay là tổ hợp khó đoán là boxing đã có thể áp dụng cho hầu hết tất cả các môn võ. Các boxer cũng tập shadow boxing, giống như là các bài quyền kata hay là taolu ở trước gương. Nhưng chúng chẳng có tác dụng nào khác ngoài khởi động, warm up và hình thành bộ nhớ cơ bắp. Một trong những vấn đề nữa và cũng là lớn nhất khi có người cho rằng nó thực chiến vì võ thuật cổ truyền gắn liền với chiến trường chiến tranh thời Trung Cổ. Đây cũng là điều hết sức phi lý. Võ thuật chỉ có tác dụng khi giao tranh đối kháng mà thôi. Đừng lầm tưởng rằng các vị tướng kiểu như là quan công bay vèo vèo ra chiến trường rồi múa quan đao vài đường chém bay kẻ địch. Không, chiến tranh quyết định bởi tài cầm quân của tướng lĩnh, tinh thần chiến đấu của binh sĩ, chuỗi cung ứng tiếp tế, lòng dân, vân vân.
Quân sĩ vốn xuất thân nông dân, thay vì bỏ hàng chục năm tập luyện kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa như đám quý tộc thì chỉ cần xây dựng một đội hình, chẳng hạn như là đội hình phalanx với giáo và khiên, dễ dàng đào tạo, nhanh chóng mà cũng hiệu quả. Những quân lính đặc biệt hơn như là kỵ sĩ hay là cung thủ cũng chỉ cần đảm bảo khả năng cưỡi ngựa cầm thương hay là kỹ thuật bắn cung theo chỉ đạo của tướng lĩnh. Vậy đâu liên quan gì tới võ thuật? Võ Tây Sơn Bình Định thường mang tiếng là góp công dẹp tan quân Xiêm. Họ nghĩ rằng võ Bình Định hơn Muay Thái hay là võ Khmer vì lý do đó. Nhưng thực tế thì cho thấy, trận đánh giữa vua Quang Trung với quân Xiêm, trận Rạch Gầm Xoài Mút là một trận thủy chiến. Lịch sử luôn ghi nhận những mưu kế tiên đoán đánh thắng giặc của ông cha ta như đóng cọc sông Bạch Đằng, lợi dụng thủy triều hay là vườn không nhà trống chứ không phải là một môn võ. Tuy nhiên, việc thay đổi võ thuật theo hướng văn minh hiện đại không có nghĩa là chúng hiệu quả trên cuộc chiến đường phố, nhất là chống lại vũ khí, đặc biệt là chống dao. Ui, sợ quá, sợ quá. Sự thay đổi khiến chúng đi vào khuôn khổ, kể cả võ thuật truyền thống hay là hiện đại. Cứ giả định nếu áp dụng thì võ thuật boxing. Cứ giả định là nếu áp dụng thì với kỹ thuật boxing, bạn phải đấm bằng toàn bộ sức vào đúng hàm của đối thủ nếu muốn KO đối phương. Nhưng điều đó sẽ có nguy cơ gãy các đốt xương bàn tay. Nếu cú đấm không tới, đá thấp của Muay Thái, Karate hay là Savate thì sẽ lý tưởng hơn là những đòn đá cao dài mà dễ mất thăng bằng. Nếu hoàn áp sát và ôm thì đấm đá sẽ là vô dụng. Những đòn vật của Freestyle, Judo, Sambo hay là khóa xiết BJJ sẽ hiệu quả hơn trong việc khống chế kẻ thù. Nhưng không chỉ một mà tới 2 đến 3 tên trở lên, vậy thì vật khóa xiết sẽ vô dụng và chỉ có thể dùng kỹ thuật đánh đứng như là boxing hay là Muay Thái. Nếu không giữ tầm nhìn bao quát hết, di chuyển hợp lý và mỗi đòn dứt điểm, KO ngay thì bạn sẽ bị đập hội đồng. Cuộc chiến đường phố không như sàn đấu bởi nó không bị ràng buộc bởi luật. Mọi thứ đều được cho phép và sẽ chẳng bất ngờ nếu trường hợp đang đánh nhau mà hắn cua đại được một cục gạch mà táng vỡ đầu bạn, hay là bạn bị úp sọt sau lưng. Càng nguy hiểm hơn nếu chúng có vũ khí, nhưng kể cả với chỉ duy nhất tên có trang bị vũ khí, bạn chắc chắn sẽ gần cửa tử hơn bao giờ hết. Tin mình đi, kể cả với kỹ thuật của Krav Maga, CQC, Kenshi, Kishi hay bất kể môn võ thuật nào khác thì cơ hội sống sót lúc này của bạn sẽ không thể nào bằng môn điền kinh được. Không như những bộ phim có cảnh một cân tất, họ sẽ di chuyển xung quanh mà tầm nhìn bao quát được toàn bộ, cùng lúc tung những cú đấm chính xác làm KO ngay kẻ thù. Ví dụ cho điều phi thực tế về One VO. Ở IP Man 1, cảnh Diệp Sư Phụ là trung tâm bao quanh bởi đám Karatekas và như có thần giao cách cảm, ông đỡ và tung đòn bất cứ vị trí nào, cũng như từng tên Karateka xông lên, và những tên khác chỉ đứng nhìn, chờ tới lượt mình bị tẩn, rất vô lý phải không? Thử nghiệm trên video là cách rõ nhất cho thấy nguy cơ chống lại dao thường không có kết thúc tốt đẹp, trừ phi bạn có trên 30 năm kinh nghiệm phục vụ cho tổ chức quân sự hay là bảo hộ như hai ông video trên. Kể cả như thế thì họ cũng chẳng mong muốn phải chống lại dao. Đừng bao giờ tin tưởng những video hay lớp dạy có thể dùng những kỹ thuật ảo diệu để chống lại một loại vũ khí. Một con dao ngắn cỡ 6-7cm cũng đã đủ tiễn bạn về trời rồi, chứ đừng nói đến một con mã tấu phóng lợn. Hơn hết, những kẻ gây sự đó đâu có bao giờ đi một mình. Kẻ mà đã thủ sẵn dao sẽ chẳng dại mà cua cua con dao qua lại. Sẽ hiệu quả hơn khi ác ý giấu trong người, tìm cách tiếp cận hoặc ép bạn vào tường. Và xong, bạn bị đâm vài chục cú trực diện. Tới lúc bạn gục thì thôi. Dù cho bạn không bị tổn thương mà bạn lại gây thương tích lên kẻ thù, bạn sẽ cũng chẳng an toàn khi dính đến những vấn đề pháp lý. Tất nhiên nhẹ thì bị phạt tiền, mà nặng thì đi tù. Cũng đừng bao giờ nghĩ ký giấy sinh tử khi đòi solo giữa các môn võ không luật, bởi chẳng có cơ sở pháp lý nào công nhận. Vậy nên, lời khuyên tốt nhất là giải quyết xung đột trong êm đẹp. Sống hòa bình, dĩ hòa vi quý. Học và chơi võ vì nâng cao sức khỏe, đấu tập trong tinh thần cọ sát lành mạnh, thi đấu trên tinh thần thượng võ, tôn trọng lẫn nhau, còn nếu không thì bạn đền vãi. Vấn đề võ đạo và triết lý của võ thuật truyền thống, thứ mà nhiều người hiểu nhầm là đã là một môn võ thuật thì nó bắt buộc phải có võ đạo. Dù vậy thì nó cũng chỉ là một khái niệm mang tính đặc trưng của võ thuật châu Á, mà nhất là Đông và Đông Nam Á. Bản chất võ thuật cũng như là một thanh kiếm, nó được dùng bởi tính chất bạo lực và gây sát thương lên kẻ địch. Võ đạo hay triết lý chỉ là bao kiếm, ngăn không cho nó cắt phải khi không cần thiết. Trích từ một câu quote của Spiral Member nào đó mình không nhớ tên. Nếu chỉ để đẹp hay là biểu diễn thì nó sẽ là những thanh kiếm, thanh đao, katana, rapier hay là jian, không bao giờ được đem ra chiến trường thực sự mà lịch sử đã chứng minh. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spiral,
Còn mình là Pink Dot. See ya.